Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn lệnh len ten. Lệnh này dùng để đo chiều dài và chỉnh sửa kích thước đối tượng. Phím tắt nó là LEN, LEN, Enter. Đây, ví dụ tôi có một cái đoạn thẳng, các bạn vẽ cho tôi một cái đoạn thẳng chiều dài là 100, Enter. Rồi, giờ giả sử tôi không biết cái chiều dài này bằng bao nhiêu, tôi có thể đo ha. Tôi gọi lệnh len, LEN, Enter. Đó, tôi click chọn này. Đó là chức năng đầu tiên. Thì nó báo này, current length, tức là chiều dài của đoạn thẳng vừa mới chọn này. Đó, là có chiều dài là 100 nè. Đó, kép ra thắt lên này. Hoặc là ví dụ tôi vẽ một cái đoạn thẳng bất kỳ. Đây, tôi vẽ đại một đoạn thẳng, tôi chả biết kích thước bao nhiêu hết. Gọi lệnh len này, LEN này, Enter này. Đó. Đây, cái đoạn thẳng này nè, là có chiều dài là 76.9189 mm, thấy không? Vậy chức năng đầu tiên của cái lệnh này là dùng để đo cái chiều dài, đo chiều dài. Chức năng thứ hai là dùng để chỉnh sửa kích thước đối tượng. Thì để chỉnh sửa kích thước đối tượng nó có nhiều cái tùy chọn ha. Ví dụ tôi có đoạn thẳng chiều dài 100, tôi muốn kéo dài ra thêm. Ha, chỉnh sửa lại thành 120 á. Đây. Đây các bạn xem nha, tôi xóa cạnh này đi nha, xóa đường này đi. Đường này hồi nãy là 100 đúng không? Bây giờ tôi muốn kéo nó lên thành 20 nữa, thành 120. Thì để tôi trước khi kéo tôi sẽ copy cái đường này ra. Muốn copy đường này các bạn click vô đây nè, click vô cái con chuột vô đây và kéo ra, đồng thời đè phím Ctrl, click Escape ra. Nó sẽ copy ha. Đây là cái cách làm tắt của lệnh copy. Rồi bây giờ tôi dùng lệnh len để tôi kéo dài cái đường này ra thêm 20 nữa. Thì ở đây tôi dùng cái nó kêu nè, select an offset to measure ha, tức là nếu mà mình chọn vô á, đầu tiên chọn vô nó sẽ đo nè, 100 nè. Nó hoặc ví dụ tôi đây, tôi chọn cái delta nha, tôi nhập chữ DE hoặc là bấm vô đây. Đó, bây giờ nó mới hỏi là nhập vào cái độ dài ha, cái đoạn dài thêm delta đó đi. Delta là đoạn nào? Là đoạn này nè. Nếu các bạn nhập delta mà dương á, thì nó sẽ kéo dài ra. Nếu các bạn nhập delta mà âm á, thì nó sẽ kéo, nó sẽ thu ngắn lại ha. Bây giờ tôi sẽ thử cả hai cho các bạn xem nha. Bây giờ tôi sẽ nhập delta bằng 20 nha. Đây, tại cái dòng nhắc này nhập delta vào nè, tôi nhập 20. Enter. Đó, tôi đưa vô nè. Đó, thấy chưa? Đưa vô đầu nào thì nó sẽ kéo đầu đó dài ra thêm 20. Nó đưa bên đây nó kéo dài bên đây đó. Ví dụ tôi muốn kéo đầu bên đây, tôi đưa vô đây lít đó, thấy không, nó sẽ dài 20. Nếu mình muốn dài thêm 20 nữa thì mình đưa vô lít hoặc là đưa vô đây lít đó. Rồi nếu mà không muốn nữa thì ta dừng kết thúc lệnh, ta enter thêm cái nữa rồi xong. Đó là kéo dài ha, khi mà cái delta nó dương. Bây giờ tôi gọi là lệnh nè, len nè, delta nè. Đó, bây giờ tôi nhập trừ 20 nha. Đó, tôi muốn thu ngắn lại 20. Enter nè. Đây. Chọn đầu này, nó sẽ thu ngắn đầu này lại xuống 20 ha, bằng đúng lại cái cạnh này lại. Giờ tôi muốn nó ngắn nữa thì bấm vô thêm lần nữa. Đó. Enter kết thúc lệnh. Thấy chưa? Đó là thu ngắn theo cái dữ liệu là delta. Bây giờ ta qua cái thu ngắn theo cái phần trăm. Phần trăm, ví dụ tôi có cái đoạn thẳng chiều dài 100 đó. Đó, bây giờ tôi muốn chỉnh sửa đó theo phần trăm đó. Ví dụ tôi muốn nó lên 120, tức là dài thêm thành đoạn đó thành 120% đó ha. Rồi ok, đây tôi làm cho các bạn nghe. Giờ cái đoạn này là 100 đúng không, lên LEN, Enter. Đó, percent nè, nhập chữ B vào hoặc là bấm vô đây. Đó, bây giờ nó báo là ha, nhập vào cái độ dài phần trăm ha, nhập vào cái phần trăm độ dài đó, ví dụ 120% là enter. Đó, đưa đây đó, thấy chưa, nó dài 120%, enter kết thúc lệnh nè. Hồi nãy cái đoạn này á, là mình là 80 ha, mình 80 mà mình nhân thêm, mình muốn dài ra 120% thì mình đo thôi coi nó thành bao nhiêu nha. Đó, đo nè, đó nó thành 96. 96. Các bạn có thể tính bằng cách như sau ha. Cái đoạn của mình là chiều dài là 80 nè, mình nhân cho 120%, tức là ứng nhân cho 1.2 á, bằng đó 96 nè, thấy chưa? Đó, các bạn hiểu không? Rồi.
Tiếp theo là nếu mà muốn thu ngắn cũng vậy, nếu cái đoạn thẳng của ta 100, chiều dài 100 á, thì mình dễ ha. Dù 100 mà mình muốn nó thành chiều dài 120% so với đoạn cũ á, thì nó sẽ thành 120. Còn nếu như mình muốn nó bằng 80% của cái đoạn gốc thôi ha, thì nó thành 80 ha. Rồi cái phần trăm này á, cái phần trăm này là chiều dài cái đoạn mới nó sẽ bằng bao nhiêu phần trăm với chiều dài đoạn gốc ha, đoạn cũ. Rồi bây giờ cái qua cái cách thứ ba là cũng kéo dài đối tượng hoặc là thu ngắn đối tượng theo cái tổng chiều dài. Ví dụ nè, cái đoạn đầu của tôi là 100 nè, bây giờ tôi muốn kéo thành tổng nó là 120 ha, thì tôi sẽ dùng là chữ T ha. Đây tôi làm cho các bạn xem. Đây bây giờ tôi vẽ một cái đoạn line có chiều dài là 100 nè, enter. Enter kết thúc. Bây giờ tôi muốn kéo dài nữa ha, tôi gọi lên lên LN enter nè. Đó, theo total nè ha, total. Bấm chữ T hoặc là bấm vô đây. Đó, bây giờ nó mới hỏi là gì, tổng chiều dài ha. Ví dụ tôi nhập 120 đi ha. Tôi muốn kéo thành 120 ha, enter nè. Đó. Thì mình lít vào đầu nào thì nó tự nó tính toán cái đoạn thẳng gốc nè bao nhiêu nè, cộng thêm bao nhiêu nữa để thành 120. Đó, nó tự tính toán. Hay chưa? Enter kết thúc lệnh. Bây giờ để tôi vẽ đại một đoạn thẳng đại nè. Đây để tôi cho các bạn xem. Tôi vẽ đại, tôi không biết kích thước bao nhiêu nè nha. Thấy à? Bây giờ tôi muốn kéo làm sao cho nó bằng đúng 120 là đúng bằng với đoạn trên này đúng không? Thì tôi cũng dùng len nè. Enter nè, total nè. À, các bạn lưu ý là đoạn gốc này tôi vẽ đại, tôi không biết kích thước nha. Cũng là 120 nè, enter. Két nó tự động nó tính toán nó phải cộng thêm một đoạn bao nhiêu, từ đây tới đây bao nhiêu ha, nó tự nó tính. Bây giờ đúng ra bằng cái đoạn này, tổng cái này là 120. Đó, cái cách này cũng rất là hay các bạn ha. Rồi nếu mà mình muốn nó ngắn lại ha, ví dụ tôi vẽ một đoạn đại nè, đây dài hơn 120 đi ha. Bây giờ tôi muốn kéo về ha, tôi không biết cái đoạn từ đây tới đây bao nhiêu ha, mà yêu cầu kết nó tính là kéo về để cho cái tổng cái chiều dài đoạn này nó bằng 120 thôi. LN enter nè, total nè, đó 120 nè, enter. Đó, tôi chọn đâu này, không tự động kết nó tính, nó cắt bớt đi đoạn này, nó rất là hay. Rồi cái kế tiếp đó là kéo dài hoặc là thu ngắn cái đối tượng của ta đến theo một cái điểm chuẩn nào đó ha, theo một cái điểm chuẩn nào đó. Đây ví dụ đây ví dụ tôi có cái đoạn này, tôi vẽ đoạn này bất kỳ nè. Đó, bây giờ tôi muốn đoạn này bất kỳ ha, tôi cũng chả biết kích thước bao nhiêu. Bây giờ tôi muốn cái điểm này nè nắm kéo về tới ngang với điểm này nè, thì cái đoạn còn lại cũng chả biết kích thước bao nhiêu. Thì két nó đưa ra cho ta cái tùy chọn là diameter nè, diameter nè. Rồi bấm vô đây, nó bắt đầu nó kêu chọn cái đối tượng cần đổi đây. Rồi nó kêu chọn cái vị trí cuối mới đi. Đây tôi đưa lên list này, nó thấy chưa, nhìn nó kéo tự động nó kéo về tới đây. Đó, enter. Đây các bạn xem nha, bây giờ nếu giả sử ta không biết lệnh length này thì mình muốn làm cái động tác kéo về đây á như thế nào thì mình có thể làm như này. Đây tôi undo lại nha. Đây tôi sẽ vẽ một đường ha, line nè, đường dựng hình đây. Đó, xong tôi sẽ nắm đầu này ha, tôi kéo về đây, kéo về đây. Đó, xong tôi delete cạnh này đi. Đó thì nó vẫn được, nhưng mà sao nó làm vậy, nó thứ nhất nó không chuyên nghiệp, thứ hai là nó lâu, nó nhiều động tác ha. Rồi vậy là tôi đã vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện xong cái lệnh length. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.